quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Vắng chồng, bà bầu Hoàng Oanh được hội bạn thân chăm tận tình, Nhã Phương động viên, Ái Phương gửi quà tận nơi. Cũng giống như Đông Nhi, mẹ bầu MC Hoàng Oanh cũng được hội bạn thân gửi món ngon đến tận nhà để bồi bổ. Sau hơn 5 tháng về chung một nhà với ông xã ngoại quốc, MC Hoàng Oanh đang vô cùng hạnh phúc, chuẩn bị đón con trai đầu lòng chào đời trong ít tháng tới. Dù đang bầu bì, nhưng Hoàng Oanh phải yêu xa với chồng nhiều tháng qua vì anh đang bị kẹt ở nước ngoài giữa tình hình dịch bệnh. Biết nữ MC vắng chồng trong lúc bầu bì mệt mỏi, hội bạn thân của Hoàng Oanh cũng tận tình chăm sóc và động viên tinh thần cho cô trong suốt thời gian qua. Mới đây nhất, Ái Phương cùng một cô bạn thân trong hội còn gửi hoa và món ngon đến tận nhà để bồi bổ cho mẹ bầu trong những tháng cuối thai kỳ. Sẵn có hoa bạn tặng, nữ MC cũng tranh thủ chụp vài nét ảnh sương sương, khoe nhan sắc rạng rỡ trước khi vợ chung và không quên bày tỏ niềm vui của cô con gái không thích hoa. Là được bạn thân tặng hoa những ngày ở nhà, nghe ngộ hôn, tại vui vì cách tặng không phải chỉ vì món quà. Hoàng Oanh vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ tươi tắn trong những tháng cuối thai kỳ. Khéo như Hoàng Oanh, sau khi nhận quà từ hội bạn thân cũng không quên nịnh bạn, cảm ơn những ly trà sữa lài phô mai ngon nhất nách. Bạn mình sao toàn người gì, vừa xinh vừa giỏi vừa hiền lương tinh tế thế không biết. Từ những chia sẻ thế này, Hoàng Oanh khiến người hâm mộ yên tâm, vì cô vẫn giữ vững tinh thần lạc quan vui vẻ khi không có chồng kề cận. Hoàng Oanh chia sẻ mỗi ngày đều được ông xã gọi điện động viên, anh cũng đang rất nôn nóng chờ ngày về nước để cùng đón quý tử chào đời trong ít tháng tới. Vắng chồng, Hoàng Oanh được gia đình và hội bạn thân chăm sóc tận tình. Nữ MC cũng bày tỏ vô cùng hạnh phúc vì có những người bạn đáng yêu và tinh tế. Những lúc Hoàng Oanh than nhớ chồng, Nhã Phương đều động viên thương thương. Trong lúc mang thai, Hoàng Oanh cũng thường xuyên gặp gỡ và ăn uống cùng hội bạn thân. Hoàng Oanh cũng nhiều lần bày tỏ hạnh phúc khi bên cạnh luôn có hội bạn đồng hành và động viên. Nữ MC và chồng Tây đang vô cùng hạnh phúc khi chuẩn bị đón quý tử đầu lòng trong ít tháng tới. Vợ Lê Dương Bảo Lâm làm việc đến kiệt sức lúc mang thai con thứ hai. Chị Quỳnh Anh trong vài tháng qua, mỗi ngày đều vẫn làm việc căng thẳng khiến chồng khá lo lắng cho tình hình sức khỏe. Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm thời gian gần đây được công chúng quan tâm khá nhiều thông qua công việc lẫn cuộc sống hôn nhân. Cách đây khoảng một tháng, nam diễn viên hài thông báo bà xã mang thai em bé thứ hai, hiện tại Quỳnh Anh hay còn gọi tên thân mật là Quỳnh Quỳnh, đã đi đến hơn nửa đoạn đường của thai kỳ. Hai vợ chồng cùng nhau đi khám thai. Vợ Lê Dương Bảo Lâm gặp vấn đề về sức khỏe. Mới đây trên trang cá nhân, bà xã nam diễn viên hài vừa đăng tải hình ảnh ngay tại nhà mẹ ruột ở Đồng Nai. Được biết, gần 2 tháng qua, cô ở đây nhiều hơn để tiện cho công việc bán hàng cũng như dưỡng thai. Tuy nhiên, điều công chúng thấy lo lắng là khoảnh khắc vợ Lê Dương Bảo Lâm đang phải truyền nước. Chị Quỳnh Quỳnh tâm sự, Nhi nói Nhi yêu mẹ nhất đời, nghe con nói khỏe luôn rồi. Trong thời gian mang thai em bé thứ hai, vợ anh mỗi ngày vẫn làm việc cực lực, đôi khi còn làm nhiều hơn cả thời gian trước. Điều này khiến cho Lê Dương Bảo Lâm khá lo lắng và luôn khuyên vợ nghỉ việc. Khuôn mặt vợ anh có phần kém sắc, trong khi cô con gái đã biết ở bên để làm trò. Chị Quỳnh Quỳnh phải truyền nước vì làm việc quá sức trong lúc mang thai. Khán giả động viên vợ Lê Dương Bảo Lâm. Ngay khi thấy hình ảnh mới nhất của vợ nam diễn viên hài, nhiều khán giả nhanh chóng để lại bình luận động viên Quỳnh Quỳnh và khuyên chị phải giữ gìn sức khỏe, giảm bớt công việc để không bị ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Ai thấy cường độ tức bực của bà xã Lê Dương Bảo Lâm đều xót xa lẫn ngưỡng mộ. Rất nhiều lời khuyên vợ anh nên giữ sức khỏe trong khoảng thời điểm quan trọng này. Quỳnh Quỳnh vừa làm nhiều việc lại còn tự lái xe máy đi phát quà từ thiện cho người nghèo quanh khu vực trong mùa dịch. Live stream bán hàng phải nói không ngừng, cùng đóng hàng trao tận tay khách, thiếu ngủ, luôn lo lắng về công việc. Những điều này khiến cô gặp vấn đề sức khỏe là chuyện không thể tránh khỏi. Dù giờ đây kinh tế hai vợ chồng không thiếu thốn, nhưng Quỳnh Quỳnh vẫn muốn được hoạt động mỗi ngày, không thể ở yên. Mong rằng chị sẽ chú trọng sức khỏe hơn để không ảnh hưởng đến con nhỏ đang trong bụng mẹ. Trường Giang mở thêm quán cơm quê Trấn Thành cũng phải ngỡ ngàng. Diễn viên Khải Như, đạo diễn Đỗ Đức Thịnh và Trấn Thành vào chúc mừng, Mạc Văn Khoa cũng tấm tắc, khen quán to và đẹp. Sớm chúc phát tài, hôn nhân viên mãn, con cái cũng đã đề huề, nên giờ đây Trường Giang, Nhã Phương chỉ cần tập trung cho công việc. Chẳng những chăm chỉ chạy show, đóng phim, cả hai còn lấn sân lĩnh vực kinh doanh và phát triển cực kỳ mạnh mẽ.
Mới đây nhất, anh trai của danh hài đã nhá hàng hình ảnh quán cơm quê mùi khó tiếp theo tại thành phố Hồ Chí Minh và gọi đây là chi nhánh Nhã Phương. Như vậy, sau khi khai trương cơ sở 1 hồi đầu năm 2018 và gặp một số thị phi, quán cơm Trường Giang lấy lại được sự yêu mến của thực khách và từ đó cơ sở 2 ra đời. Nhà hàng nằm tại vị trí hai mặt tiền, 4 tầng, không gian hết sức ấm cúng, hứa hẹn sẽ trở thành địa điểm ăn uống hút khách tiếp theo và mang về cho vợ chồng danh hài bộn tiền. Hồi đầu năm 2020, Trường Giang Nhã Phương cũng mới khai trương một nhà hàng hải sản lớn tại thành phố Bà Rịa. Vừa qua, cả hai đã ghé thăm nơi này để tụ tập cùng bạn bè dịp nghỉ lễ. Anh trai Trường Giang nhá hàng hình ảnh quán cơm quê mùi khó chi nhánh 2. Diễn viên Khải Như, Đỗ Đức Thịnh và Trấn Thành vào chúc mừng. Khải Như, yeah, sắp rồi, Đỗ Đức Thịnh đẹp đó em. Trấn Thành, wow, sang chảnh quá anh ơi, chúc mừng, chúc mừng. Mạc Văn Khoa cũng tấm tắc khen quán to và đẹp, sớm chút phát tài. Quán to và đẹp quá anh à, phát tài nhé anh ơi. Trường Giang Nhã Phương khai trương nhà hàng hải sản tại Vũng Tàu hồi đầu năm 2020. Nhà hàng lấy tên dựa vào biệt danh của anh là Mười Dễ. Hai vợ chồng mới diện đồ tông xuyệt tông ghé thăm quán vào ngày lễ vừa qua. Trường Giang tức bực tại cơm quê mùi khó cơ sở 1 từng vướng thị phi với mâm cơm 600k. Sau việc gửi đồ ăn thượng hạng sang nhà cho bà bầu Đông Nhi tẩm bổ, được ca sĩ ăn rất nhiều, ăn từ sáng ngủ dậy cho đến khuya đi ngủ, nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tăng cân. Những ngày qua, thông tin được ca sĩ Đông Nhi mang thai con đầu lòng xuất hiện trên khắp các diễn đàn, ai cũng vui mừng chúc mừng cặp vợ chồng trẻ. Hiện tại, người đẹp đang ở tháng thứ 3 của thai kỳ và chưa tiết lộ về giới tính của bé. Sau đám cưới, cô đã hạn chế công việc và giờ đây gần như nghỉ hẳn để dưỡng thai. Nam ca sĩ la hét thất thanh khi nghe vợ báo tin mừng. Đông Nhi đam mê ăn uống trong thời gian thai kỳ. Vừa qua, trợ lý của nữ ca sĩ đã chia sẻ dòng trạng thái, nói về quá trình cùng cô đi mua thiệp để Đông Nhi tạo bất ngờ cho chồng. Bên cạnh đó còn có cả đoạn hội thoại kể về việc bà mẹ trẻ nôn nóng được ăn uống đợi chờ hối thúc liên hồi để trợ lý mang những món ngon về nhà cho mình thưởng thức. Trợ lý hài hước kể, chính nó, chính là cái sticker trên thiệp. Nguyên nhân của, ê đi nhà sách với chị không, và tôi đã mãi miết tìm đủ loại sticker đáng yêu cho bé sữa cháu chị. Mà kết quả không hiểu sao chọn cái khuôn mặt màu bạc nhạt nhẽo đó. Tức lần một, em có thể nào chạy chậm lại và né mấy cái ổ gà ra không? Trong khi xưa giờ, chở mình và mình không vịnh là có thể lộn nhào và rớt ra khỏi xe máy. Tức lần hai. Bà xã ông Cao Thắng nhắc trợ lý chạy xe né ổ gà để không ảnh hưởng đến thai nhi. Cô buồn bã khi chỗ bán bánh xếp mình yêu thích lại nghỉ lễ. Khi bà bầu nhà em đột ngột, khát trà sữa, muốn tuột quần luôn vậy đó, trợ lý than vãn. Ngay khi vợ ông Cao Thắng thông báo tin vui khi cả showbiz Việt đều chúc mừng cô, thậm chí họ bắt đầu gửi những món ăn ngon để Đông Nhi tẩm bổ. Cách đây ít giờ, Bảo Anh đã gửi hẳn hộp cua hoàng đế rất đắt đỏ để biếu đàn chị. Bảo Anh gửi gắm món ăn thừa hạn cho chị tẩm bổ. Đức Phúc chu đáo gửi nhiều món ngon đến nhà Đông Nhi lại còn nhắn nhủ. Ăn no chóng lớn, thương ba mẹ nha con, mọi người yêu con, chú Phúc. Nam ca sĩ chăm vào bếp với vợ hơn. Như lời nữ ca sĩ chia sẻ thì mình ăn uống khá nhiều, một ngày phải đến 4-5 bữa và nhiều lần ăn vặt. Buổi khuya trước khi đi ngủ cũng phải có thức ăn vào bụng, nếu không sẽ không tài nào ngủ yên. Nhưng đến nay đã 3 tháng Đông Nhi vẫn chưa có dấu hiệu tăng cân. Rất nhiều lời chúc mong cô sẽ có sức khỏe tốt trong vài tháng kế tiếp. Lý Quý Khánh bị bóc phốt, mua bình luận bênh vực việc bán bánh tráng. Rất nhiều chi tiết trùng hợp đã được cộng đồng mạng soi ra trong các bài viết của anh và ngay lúc này họ tiếp tục chê bai. Trong khoảng 2 tháng mùa dịch vừa qua, các nghệ sĩ đều không thể hoạt động nghệ thuật. Điều này với mục đích tránh tụ tập đông người và đảm bảo việc thực hiện lệnh cách ly. Với mong muốn tạo được niềm vui, có công việc để thời gian nhanh qua và cả chi phí trang trải thì họ đã quyết định bán hàng online. Nhà thiết kế Lý Quý Khánh bán khá nhiều món ăn từ dùng cho bữa cơm đến ăn vặt. Lý Quý Khánh bị tố mua bình luận. Vài ngày qua, cộng đồng mạng đã bàn tán liên tục câu chuyện nhà thiết kế tài năng này đã cho ra đời phần bánh tráng trộn với mức giá 250.000. Nhiều người tò mò không biết trong số đó có những loại nguyên liệu nào mà giá thành đắt hơn gấp 10 lần so với thị trường. Một số trang review đã nhận xét tiêu cực về thực tế, phần bánh tráng trộn có giá đắt đỏ nhưng lại không ngon như lời đồn. Không chỉ bị cộng đồng mạng chỉ trích mà Lý Quý Khánh còn bị tố mua bình luận để bảo vệ mình khi bên dưới bài viết của anh có hàng loạt comment giống hệt nhau đến từng chữ viết. Có rất nhiều tài khoản cùng nhận xét thích ghê, làm gì cũng giỏi, thấy anh bán hàng mà tâm huyết quá trời luôn.
có nhiều bình luận giống hệt nhau khiến nhiều khán giả chú ý. Hàng loạt người hiểu ra sự việc và cho rằng anh đang mua bình luận để bênh vực mình giữa scandal buôn bán. Thậm chí cộng đồng mạng còn bảo rằng anh mua bình luận quá lộ liễu. Lý Quý Khánh nói bán phần bánh tráng trộn 250.000. Về phần người bán, anh cho rằng mình chỉ thực hiện những món ăn mang tính luxury, sang trọng, sang chảnh, với từng loại nguyên liệu, gia vị được lựa chọn kỹ càng và an toàn thực phẩm. Ảnh đăng trên mạng và thực tế phần bánh tráng. Khi thấy sự việc bị mọi người bàn tán quá mức, anh bức xúc đáp trả. Khánh nói thật, ăn hay không là tùy vào các bạn, sao lại nói ác ý như vậy? Đâu ai ép các bạn mua, mua rồi về lấy hình úp nói lung tung. Khánh chán tinh thần nói lung tung của một vài bạn quá, mục đích là gì vậy? Anh bị phốt không hay trong mùa dịch. Hiện tại nhà thiết kế Lý Quý Khánh đã tháo những dòng trạng thái mang tính đáp trả khỏi trang cá nhân. Điều này cũng có thể cho rằng anh không muốn đôi co với cộng đồng mạng. Thực tế không thể chiều lòng hết mọi người và tranh cãi chỉ thêm cái kết xấu. Nói đến vấn đề chuyển sang mua bán thức ăn trong mùa dịch và gặp nhiều lời soi mói tiêu cực thì anh phản hồi. Nhiều bạn hỏi sao mình xuống cấp bán đồ ăn online. Mình thầm trả lời trong bụng là bán cái gì kệ mình, miễn sao mình không tổn hại ai. Phải lo được cho nhân viên mình là được, đem lại niềm vui cho mọi người và kiếm được tí tiền là ok. Hy vọng bớt chất vấn để cuộc đời bình an nhé. Lý Quý Khánh chuyên chế món ăn mộc mạc trở nên luxury nhé cả nhà yêu của Khánh. Chỉ bán cho ai yêu thương mình và tạo thành một gia đình đoàn tụ nhé.